Video này được tài trợ bởi 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. Lưu ý, nội dung trong video này dựa trên các bằng chứng hóa thạch không đầy đủ và còn gây tranh cãi. Càng về các mốc thời gian xa hơn, thông tin càng kém tin cậy. Sự tự nghiên cứu được khuyến khích. Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn. Mỗi vùng đất, mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa đều có lịch sử hình thành và phát triển của riêng nó. Ở một quy mô rộng lớn hơn, mỗi loài trên trái đất đều có một lịch sử tiến hóa lâu dài và phức tạp. Trong đó, lịch sử loài người là một chủ đề được nghiên cứu rất nghiêm túc và tích cực của nhiều bộ môn từ khảo cổ học, nhân chủng học, di truyền học và ngôn ngữ học. Trong video này, VFX sẽ giúp các bạn khái quát lịch sử tồn tại của con người kể từ khi hình thành loài cho đến ngày hôm nay. Chào mừng đến với tóm tắt lịch sử loài người, phần 1. Về cơ bản, lịch sử loài người chia làm hai phần chính, đó là lịch sử thành văn và tiền sử. Lịch sử thành văn được đánh dấu bởi sự ra đời của chữ viết, cùng với đó là sự ghi chép lại lịch sử, sớm nhất vào khoảng năm 3400 trước công nguyên tại nền văn minh Lưỡng Hà. Lịch sử thành văn chiếm một thời lượng nhỏ, nếu không muốn nói là cực kỳ nhỏ so với tiền lịch sử hay thời tiền sử của con người kéo dài trong hàng triệu năm. Thời tiền sử nổi bật bởi sự tiến hóa không ngừng nghỉ của các giống loài tổ tiên của loài người. Mỗi khi nhắc đến sự tiến hóa của con người, kiểu gì thì cũng xuất hiện những comment đại loại như là nếu con người tiến hóa từ khỉ, tại sao khỉ vẫn còn trong tự nhiên, tại sao chúng không tiến hóa thành con người? Câu hỏi này xuất phát từ sự ngộ nhận sơ đẳng về tiến hóa, rằng con người tiến hóa từ khỉ, tinh tinh, vượn người hay một loài linh trưởng hiện đại nào đó. Thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Con người và các loài linh trưởng hiện đại có mối quan hệ về mặt tiến hóa với nhau, tuy nhiên đó chỉ là quan hệ bà con, họ hàng xa. Giống như bạn và những người anh em họ có cùng một ông cố, ông cụ hay ông kỵ, con người và khỉ, vượn hay tinh tinh cũng chia sẻ chung một cụ tổ vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Trước khi bắt đầu, cho phép VFX làm rõ rằng câu trả lời cho câu hỏi đâu là thủy tổ loài người phụ thuộc rất lớn vào điểm mốc mà ta chọn trên dòng thời gian tiến hóa. Cụ tổ của tớ và bạn có thể là những cá thể đầu tiên của loài Homo sapiens, hay những cá thể linh trưởng đầu tiên, tổ tiên của Homo sapiens. Đó có thể là những sinh vật có vú đầu tiên, tổ tiên của mọi loài linh trưởng, hay là những cụ cá Tiktaalik đầu tiên bỏ lên bờ, về sau đã đẻ ra động vật có vú. Xa hơn chút nữa, chẳng phải Pikaia hay là Hycaotis, những con cá đầu tiên xuất hiện trong các biển và đại dương của trái đất, là thủy tổ của tất cả các loài động vật có xương sống, bao gồm cả cụ cá Tiktaalik hay sao? Và nếu men theo con đường này, bạn sẽ nhận ra rằng cụ tổ thực sự, cụ tổ cổ xưa nhất, cụ tổ đời đầu tiên không có đời trước của con người chính là Prokaryote, những sinh vật nhân nguyên thủy, dạng sống đầu tiên xuất hiện trên trái đất cách đây khoảng 3,77 tỷ năm. Lạy cụ cho con dầu ú ú, anh chị em tranh thủ lạy cụ đây. Và để video này có một điểm khởi đầu không quá cổ xưa, ta sẽ coi lịch sử tiến hóa của con người bắt đầu kể từ khi bộ linh trưởng tách khỏi lớp động vật có vú, đâu đó trong khoảng từ 85 đến 66 triệu năm trước. Khoảng 66 triệu năm trước, chi Pugatorius xuất hiện lần đầu tiên. Chúng được coi như là một sinh vật tiền linh trưởng hoặc đôi khi là những loài linh trưởng đầu tiên trên trái đất. 55 triệu năm trước, một tổ tiên cổ xưa của những loài tổ tiên cổ xưa khác của con người hiện đại có tên gọi là Dromomys salai xuất hiện lần đầu tiên. Khác với Pugatorius, được biết đến từ lượng dữ liệu ít ỏi, chủ yếu là những chiếc răng và mảnh xương hàm được tìm thấy tại các địa điểm tách biệt. Các hóa thạch của Dromomys lại tương đối đầy đủ. Với kích cỡ của một con chuột, cụ tổ gần như lớn tuổi nhất của những cụ tổ lớn tuổi nhất của con người nếu còn sống có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn. Cụ có thể sở hữu cân nặng khoảng 37 gram. Nếu như bạn nghèo thì đó là một nửa gói mì tôm, còn nếu bạn giàu thì đó là gần một cây vàng. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhé. Sinh vật hiện đại có giao diện giống cụ nhất là loài chuột chù đuôi bút lông, kiểu phong của giới xúc động vật. Bạn đọc cái gì? Trong khi bạn không đọc truyện hay là xem phim kiếm hiệp tàu ấy, thì kiểu phong là một trong những siêu anh hùng hạng A trong vũ trụ Kim Dung. Ngoài võ công top đầu server, tử lượng của kiểu phong cũng thuộc dạng có thể kéo sập nền kinh tế của một gia đình khá giả. Chuột chù đuôi bút lông cũng vậy.
Chúng là loài thú duy nhất từng được biết đến có tập tính uống rượu mỗi đêm. Hả? Các cá thể được nghiên cứu tại Malaysia dành tới vài giờ mỗi đêm để uống lượng mật hoa cỏ lên men tự nhiên, tương đương với một người lớn uống từ 1,5 đến 1,8 lít rượu vang có nồng độ cồn 3,8%. Trở lại với nội dung chính, một người anh em họ sống gần như cùng thời với Dryomomys, một tổ tiên xa xôi khác của con người, là Capolestes. Từ cách đây hơn 55 triệu năm, Capolestes đã sở hữu một đặc điểm tiến hóa có thể coi là khá hiện đại, khác biệt so với tất cả các loài linh trưởng nguyên thủy khác, đó là sự xuất hiện của móng thay vì vuốt ở ngón chân cái. Capolestes lớn hơn một chút so với Dryomomys, khối lượng ước tính khoảng 100 gram. Nếu để tìm một loại hậu duệ giống với Capolestes nhất, đó sẽ là những con thú có túi opos có lông, woolly opossum ở Nam Mỹ. Hóa thạch của cả Capolestes lẫn Dryomomys đều được tìm thấy tại Wyoming, một tiểu bang miền núi nằm ở mạn tây Hoa Kỳ. 45 triệu năm trước, Chinotactus xuất hiện lần đầu tiên tại miền tây lục địa Bắc Mỹ và châu Âu. Chúng có ngoại hình tương tự một số loài bán hầu hiện đại, điển hình nhất là những con vượn cáo với các ngón tay thon dài cùng ngón cái phát triển để kẹp vào cành cây. Notoctus dài khoảng 40cm không kể phần đuôi và nặng từ 0,9 đến 1,8kg, tương đương với những con vượn cáo chè vàng Golden Bamboo Lemur. Như vậy là sau hơn 10 triệu năm tiến hóa, các cụ tổ của chúng ta đã to lớn hơn một chút và giống khỉ hơn một chút. Ê, khoan đã ông, vừa mới nói loài bán hầu là gì thế? Tôi nghe nó cứ lùng ba lùng bùng. Đúng như tên gọi của mình, bán hầu Prosimian là tên gọi một nhóm linh trưởng bậc thấp mang các đặc điểm giống với những loài linh trưởng cổ xưa nhất. Nhóm này thì bao gồm toàn bộ các loài linh trưởng mũi ướt, Strepsirrhinae. Một số đại diện còn sống của nhóm nửa khỉ bao gồm các loài vượn cáo, các loài cu ly với ngoại lệ là vượn mắt kính, còn gọi là khỉ trố hay khỉ lùn tarsier có mũi khô. Đã có nửa khỉ thì tất lẽ dĩ ngẫu là phải có nguyên con khỉ. Nhóm khỉ hầu, linh trưởng bậc cao hay linh trưởng dạng khỉ, Simian, bao gồm tất cả các loài linh trưởng mũi khô, Haplohini, với các đặc điểm tiến hóa hiện đại hơn, bao gồm các loài mà ta thường gọi là khỉ, vượn và kể cả là con người. Mang mặc, mang tặng đều sang, tìm quần, tìm 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên Shopee Mall. Nhân dịp ra mắt hàng loạt bộ sưu tập quần dài mới, 360 Boutique áp dụng chương trình giá trải nghiệm thấp tụt quần dành cho quần Âu duy nhất trên Shopee Mall. Quần Âu chuẩn form, chất xịn, vải mịn, giá trải nghiệm chỉ 199k. Đây là cơ hội có 102 để anh em trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cao với giá không thể hợp lý và hợp ví hơn. Chỉ với 199k, anh em có trong mình chiếc quần crop hot nhất dàn hàng 360 Boutique với giá thường ngày hơn 300k. Trong khi anh em đang cảm thấy lạ cái lỗ tai thì quần crop là một loại quần Âu cắt gấu ngắn nằm trên mắt cá chân. Nhờ đặc điểm này mà quần crop mang lại vẻ trẻ trung, thanh lịch cho người mặc. Quần sử dụng chất cotton lạnh, mềm mịn, ít nhăn, mặc lên lại còn rất mát nữa. Đã thế, khuy quần còn được may ẩn, đường kim mũi chỉ thì chuẩn chỉ, không chỉ thừa, không nhăn. Nhận hàng mà không đúng với quảng cáo thì mời anh em vào đánh giá một sao giúp tớ. Ghé thăm 360 Boutique để mua ngay món hời giá trị 199k cùng cực nhiều sản phẩm thời trang nam chất lượng cao, đẹp, thời trang mà lại rất hợp lý và hợp lý. Tìm 360 Boutique trên Shopee hoặc bấm vào đường link chúng tớ để trong mô tả và ghi top comment để sở hữu ngay quần Âu cao cấp trị 199k nha anh em nè. 30 triệu năm trước, đâu đó giữa thời hiện đại và kỷ nguyên thống trị của khủng long, chi khỉ Ai Cập, Egyptopithecus xuất hiện lần đầu tiên. Tên gọi Egyptopithecus được đặt nhằm tôn vinh Ai Cập, nơi mà các mẫu hóa thạch được tìm thấy. Egyptopithecus là một trong những chi linh trưởng giống người, hay chính xác hơn thì là giống khỉ, xuất hiện sớm nhất trên trái đất. Loài duy nhất trong chi Egyptopithecus rusticus có hình dáng tương đồng một số loài khỉ tầng thế giới và có kích thước tương đương với loài khỉ hú hiện đại, dài từ 56 đến 92 cm và nặng khoảng 7 kg. Khỉ Ai Cập được xem như là tổ tiên chung, tạo ra sự phân nhánh giữa liên họ người Hominoidea với hai họ còn sống là họ người và họ vượn với họ khỉ cựu thế giới Ogre Monkey.
khỉ cừu thế giới là họ linh trưởng lớn nhất, bao gồm 24 chi và 138 loài đã được công nhận, sinh sống chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Một số chi khỉ cừu thế giới còn sống có thể kể ra như là chi khỉ đầu chó hay khỉ maca. Ngoài ra thì khỉ talapoin, khỉ guenon, khỉ colobus đen trắng, trà vá, khỉ vờ vét, khỉ tim chảy máu, khỉ manga bay, khỉ ngón cái ngắn, vọc, khỉ mặt chó hay khỉ suliri cũng đều là các loại khỉ cựu thế giới. Trước thế kỷ 16 thì các nhà địa lý châu Âu cho rằng thế giới chỉ bao gồm châu Á, châu Âu và châu Phi, aka cựu thế giới. Thành thử khi mà châu Mỹ được tái khám phá bởi Christopher Columbus vào năm 1492, người ta gọi nó là Tân Thế Giới để phân biệt với thế giới cũ đã được biết đến từ hàng nghìn năm trước đó. Đồng nghĩa với đó thì tên gọi khỉ Tân Thế Giới dùng để chỉ các họ linh trưởng sinh sống ở các vùng đất châu Mỹ, đơn giản vậy thôi. 20 triệu năm trước, chi vượn nguyên thủy Proconsul xuất hiện lần đầu tiên. Các mẫu hóa thạch tìm thấy tại Đông Phi, bao gồm Kenya và Uganda, cho thấy rằng Proconsul có ngoại hình tương đối giống khỉ, mặc dù không có đuôi. Nó cũng có thể sở hữu nhiều hành vi giống khỉ, bao gồm việc di chuyển trên cây bằng cả 4 chi. Proconsul tương đối to lớn, nặng từ 17 đến 50 kg, tức là tiệm cận những con tình tình hiện đại. Chúng cũng được cho là tổ tiên chung của họ vượn và họ người. 17 triệu năm trước, họ người Hominidi xuất hiện lần đầu tiên. Họ người bao gồm 4 chi với 8 loài còn tồn tại đến ngày nay, bao gồm chi người với loài người Homo sapiens, chi tinh tinh và khỉ đột với mỗi chi 2 loài và chi đời ơi với 3 loài còn sống. 12 triệu 500 nghìn năm trước, phần họ người Hominini xuất hiện. Phần họ người là một phần họ của họ người bao gồm tông người Hominini và tông khỉ đột Gorillini. Đôi khi người ta cũng xếp chi tinh tinh bao gồm hai loài còn sống là tinh tinh và tinh tinh lùn vào thành tông thứ 3 của phần họ người. 10 triệu năm trước, tông người Hominini xuất hiện lần đầu tiên. Tông người bao gồm hai chi là chi người Homo và chi tinh tinh Pan. Khoảng thời gian từ 10 đến 8 triệu năm trước cũng đánh dấu sự tồn tại của Oranopithecus macedoniensis, loài được xem như là tổ tiên chung cuối cùng giữa con người và khỉ đột. Đó là loài cuối cùng mà tông người và tông khỉ đột, hay còn gọi là vượn lớn, chia sẻ như là một tổ tiên chung. Sau khi phân nhánh thì hai tông phát triển theo những hướng hoàn toàn khác biệt. Đâu đó khoảng 6 triệu năm trước, tổ tiên chung cuối cùng của con người và tinh tinh xuất hiện, tông người đến đây phân nhánh. 4 triệu năm trước, phân tông người Hominina xuất hiện trên trái đất. Thành viên của phân tông người gồm có chi vượn người phương Nam Australopithecus và chi vượn đất Adipithecus. Vượn người phương Nam là dạng vượn người đầu tiên trên trái đất và là một mắt xích quan trọng trên con đường tiến hóa từ vượn cổ thành người. Hóa thạch của một cá thể thuộc loài Australopithecus afarensis với biệt danh Lucy được ví như là một trong những hóa thạch quan trọng nhất từng được tìm thấy. Nó bao gồm hàng trăm mẫu xương hóa thạch tương đương với khoảng 40% bộ xương của một cá thể vượn người phương Nam cái, sống cách ngày nay khoảng 3,2 triệu năm. Dựa trên những gì tìm được thì các nhà nghiên cứu cho rằng Lucy cao khoảng 105cm, nặng từ 25 đến 37 kg, khá nhỏ bé so với giống loài của cô. Lucy có một hộp sọ nhỏ, một bộ hàm khỏe, một vầng trán thấp và đôi tay dài lủng lẳng giống với vượn, tổ tiên của cô. Hình dạng và vị trí xương chậu cũng cho thấy rằng cụ Lucy sở hữu một dáng đi thẳng đứng. Ấy thế còn cấu tạo đầu gối và mắt cá chân thì dường như phản ánh việc đi bộ bằng hai chân, giống như con người. Như vậy là sau hơn 60 triệu năm tiến hóa, tổ tiên của con người lần đầu tiên đã trông tương đối giống người. 3 triệu 300 nghìn năm trước, các tổ tiên loài người bắt đầu biết sử dụng các công cụ bằng đá. Các phiến đá có rìa sắc, búa và đe được tìm thấy dọc bờ hồ Turkana ở Kenya cho thấy rằng các loài như Australopithecus afarensis hay Kenyanthropus platyops có thể sở hữu hành vi tinh vi hơn những gì mà các nhà khoa học từng dự đoán. 2 triệu 500 nghìn năm trước, chi người Homo tiến hóa từ chi vượn người phương Nam ở châu Phi. Chi người bao gồm ít nhất là 21 loài đã được công nhận, trong đó một số loài nổi bật là Homo habilis, Homo erectus và Homo sapiens, chính là chúng ta ngày nay. Homo habilis là đại diện cổ xưa nhất của chi người. Họ sinh sống ở các vùng cận Sahara của châu Phi từ khoảng 2,4 triệu năm trước và tuyệt chủng sau khoảng 900 nghìn năm. Các
khoáng thạch Homo habilis được tìm thấy ở miền Bắc Tanzania vào năm 1959 và 1960 đã tạo ra một cú quay xè trong lĩnh vực cổ nhân chủng học. Trước đó, hóa thạch người cổ nhất được biết đến thuộc về các mẫu vật của người Homo erectus ở châu Á. 2 triệu năm trước, người đứng thẳng Homo erectus xuất hiện lần đầu tiên tại châu Phi. Homo erectus được xem là loài tổ tiên của người hiện đại cùng các loài tổ tiên trước đó. Họ là tổ tiên loài người đầu tiên di cư sang lục địa Á Âu, tới tận bán đảo Iberia ở Tây Nam châu Âu hay đảo Java, Indonesia ngày nay. 700.000 năm trước, Homo heidelbergensis tiến hóa từ Homo erectus. Đây là loài tổ tiên gần gũi nhất giữa người hiện đại và người Neanderthal. 430.000 năm trước, người Neanderthal tiến hóa từ Homo heidelbergensis. Họ là những người họ hàng cổ đại gần gũi nhất với chúng ta. Người Neanderthal có tầm vóc và thể tích não tương đương với người hiện đại. Thậm chí, xét về vóc dáng, trông họ còn cường tráng hơn người hiện đại với bộ ngực nở rộng và nhìn chung là khá đồ con. Người Neanderthal phát triển một cách mạnh mẽ với hàng loạt những công nghệ tương đối phức tạp cho đến khi tuyệt chủng một cách bí ẩn khoảng 40.000 năm trước. Họ biết tạo ra lửa, biết chế tạo các công cụ đồ đá phức tạp và tinh vi, biết chế tạo chất kết dính từ nhựa cây bạch dương, biết dệt và chế tạo các loại quần áo đơn giản dạng chăn và áo choàng, biết đóng bè để đi biển tại Địa Trung Hải, biết sử dụng thuốc và điều trị các vết thương nặng, biết bảo quản thực phẩm và sáng tạo ra nhiều kỹ thuật nấu ăn phức tạp như quay, đun sôi, hun khói, vân vân và mây mây. 300.000 năm trước, loài người hiện đại xuất hiện tại châu Phi, tiến hóa từ Homo heidelbergensis. Trải qua hơn 65 triệu năm tiến hóa, từ những dạng sống tiền linh trưởng cổ xưa, các tổ tiên cổ đại của loài người đã không ngừng tiến hóa, thích nghi và trở nên hiện đại hơn. Trong quá trình đó đã có vô số loài bị đào thải bởi sự khắc nghiệt của chọn lọc tự nhiên. Sự di cư của loài người hiện đại khỏi châu Phi, sự ra đời của ngôn ngữ, sự hình thành và phát triển rực rỡ của các nền văn hóa cũng như sự thống trị của nền văn minh nhân loại sẽ được VFact trình bày trong phần 2 của video này. Rất mong anh chị em đón xem. Các bạn vừa xem xong phần 1 của video tóm tắt lịch sử loài người được thực hiện bởi VFact. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì về hành trình tiến hóa của con người? Nếu thích video này, nhớ like và share nhiệt tình để ủng hộ chúng tớ. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm chuông để không bỏ qua các nội dung mới từ VFact. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!